Đang ngủ giật mình tưởng đâu là hết Tết rồi, ai dè mới có 25 Tết à trời. Ở Sài Gòn á mà không cài báo thức á là ngủ tới tuần sau lận, còn ở quê thì không cần. Dạ, chưa chờ con ngủ hoài. Vậy chở tôi đi siêu thị mua đồ coi. Mở đầu ngày mới bằng tiếng chửi thất thanh của bà má, thì sau khi ăn chửi xong mình chưa có no lắm, cho nên là ra ngoài vườn lặt mấy cọng rau vô ăn bún. Nhìn mấy cọng rau mà rầu ghê luôn á. Hôm trước làm cái clip ăn mì gói tại vườn á, ăn rau sống luôn á. Sao mọi người vô chửi quá trời thì đúng là tôi biết là nó còn dơ mọi người. Nhưng mà cả năm trời mới có cơ hội ăn rau sạch tại vườn một lần chứ bình thường ở Sài Gòn làm gì có cái rau sạch này mà ăn. Trời ơi, rau đã quá. Rau này là rau sạch luôn á. Có phun thuốc hay gì bón phân không á? Có phân thôi đúng không? Bón phân không, có phun thuốc. Rau sạch nha. Nghe mùi phân thôi nha, không nghe mùi thuốc. Rồi, sáng nay thì mình sẽ ăn bún với nước cá ngừ nha mọi người. Hấp dẫn quá. Nóc tô bún cá ngừ xong tràn đầy năng lượng, ngồi lên xe má đều đi. Nó vẫn chơi chứ tài xế má này chở được con cây số mọi người, còn hai mấy cây còn lại tôi phải chở. Tại vì từ nhà tôi xuống tới siêu thị tới gần hai mấy cây luôn. Khi nào mà cảm giác cái háng nó ê rồi thì biết là tới nơi rồi nha mọi người. Nói chứ vài năm gần đây thì má tôi mới chịu đi siêu thị á mọi người. Chứ còn lúc trước thì rủ má đi siêu thị má không có đi. Tại vì lúc đó làm chưa có tiền á cho nên là má không có dám đi vô siêu thị. Má nói rồi đi ra ngoài chợ lựa đồ thôi là được rồi, không cần vô siêu thị mua đâu. Thì sau này tôi làm có tiền á, xong tôi la, tôi chửi. Tôi nói má ơi, bây giờ con có tiền rồi, vô siêu thị mua đi. Không có cần nhìn giá gì hết trơn. Cứ lấy đại cho con, thích khi nào lấy cái đó cho con. Xong cái má tôi mới chịu chơi tới đó. Chứ không bình thường là thôi con ơi, cái này nhà mình có rồi, thôi cái đó ghê lắm, thôi đừng mua cái đó con. Qua chuyện bầu Mỹ này, bà bầu Mỹ á, mua về ít kia dễ dọn tết. Bánh này ngon á. Ừ, tôi có nãy làm cái hộp đẹp nè. Me nè, me cũng hơi tươi, me bưởi xay dẻo kẹo á, cái chai đẹp em á, kẹo trái cây để đựng mắng luôn. Cái này cũng ngon nè. Nó có bô bác. Rồi khúc này tôi bị lú quá, bị nhân viên chửi nè mọi người. Đáng lấy cái kẹo này nè, là mua cái loại nào thì bỏ riêng bịch đó thôi để dễ tính tiền. Xong tôi hốt đại luôn mấy loại trong một bịch đó luôn. Xong tôi hỏi chị ơi, cái này là mình bỏ riêng hay bỏ chung ta? Lúc mà tôi hỏi câu đó là trong đầu tôi chết mẹ rồi, đáng lấy phải bỏ riêng chứ ta. Trời ơi, qua cái kẹo bỏ riêng chị. Bỏ chung vậy sao mà tính tiền được, đâu có phải kẹo nào có một giá vậy đâu mà chị làm giấy trắng. Bị chửi cũng vừa là má không bình được nha. Nói tới kẹo là tôi thích nhất cái kẹo chuối đen này nè, nhưng mà tôi thích ngày xưa hơn, cái lúc mà nó còn trơn á. Còn bây giờ tự nhiên nó có đậu phụng, nó có mè rồi, nó có gừng vô, không có thích mấy. Biết tôi không thích cho nên má tôi mua nhiều lắm. Nhìn mấy cái hũ hạt dẻ hạt điều nè, tự nhiên nhớ lại ngày xưa đó, hồi đi tới nhà người ta đó, ai mà đãi mấy cái hộp nè, trời ơi là mừng lắm. Ăn mà không dám ăn nhiều đó, ăn dám một hai hộp thôi, tại vì nhà mình không có đãi rồi mà tới nhà người ta ăn nhiều quá thì kỳ. Còn bây giờ má tôi mua là không cần nhìn giá luôn. Trời, có con gái làm có tiền làm gì trời, đúng má. Mời đẹp. Rồi khúc này 11 điểm. Nghe nói ba má bị loãng xương, mình sợ lắm, cho nên là mình quyết định uống an xua để bảo vệ xương khớp. Nó vẫn chơi chứ mình mua cho ba má mình á, cứ mỗi lần về đó là thấy ba má là già đi một chút nè, yếu đi một chút nè. Nhưng mà cũng may là mình thành công trước khi ba má già đi á. Nếu mà bạn nào còn đang trên vên á, chưa lo được cho gia đình á thì không sao đâu mọi người, cố gắng lên. Tại vì ai rồi cũng sẽ trải qua những cái khoảng thời gian mà khó khăn nè. Nhưng mà nếu mình tiếp tục cố gắng nè và không bao giờ từ bỏ thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ có được những thứ mà mình mong muốn á. Còn thiếu gì nữa không á? Có gì đâu. Mất má. Đêm về nào ăn cái trái. Đây hồi nãy có mua đồng hồ mà quên quay nha mọi người. Dạ mới đi, có tao mới vô đây không á. Hai anh chị đồng hồ rồi.